thực hiện kế hoạch 164 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng về tiếp tục triển khai xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 trong tình hình mới. Hiện nay, thì các địa phương đã cơ bản hoàn thành việc xét nghiệm đợt thứ 8 nhằm tiếp tục sàng lọc, kịp thời phát hiện, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng để quản lý, điều trị. Ghi nhận của phóng viên tại quận Ngũ Hành Sơn. Là vùng xanh nên trong đợt này, phường Khuê Mỹ lấy mẫu 50% hộ gia đình và đảm bảo tần suất 7 ngày trên một lần. Trong đợt này, phường có 2.530 đại diện hộ gia đình được lấy mẫu. Theo nguyên tắc, chọn một hộ bỏ một hộ theo hướng dẫn của ngành y tế. Việc này là một cái việc rất là tốt mà chúng tôi là thực hiện rất là nghiêm túc và vận động các cái gia đình xung quanh. Khi mà có cái chủ trương xét nghiệm, các cái đợt xét nghiệm thì 100% các cái thành phần trong gia đình mà khi được triệu tập tham gia, cũng như là tôi thấy là cái khu dân cư tôi đấy tham gia là cơ bản là đầy đủ, đúng các đối tượng, luân phiên nhau. Kể cả tạm trú cũng như thường trú, tổ dân phố và rà soát cứ một nhà bỏ một nhà, như thế là để quay lại lần hai, để đảm bảo và lên danh sách những hộ nào xét nghiệm lần này thì không xét nghiệm lần sau, để đảm bảo không bỏ sót, không bỏ rơi bất kỳ một công dân nào. Bắt đầu triển khai từ ngày 23 tháng 9, đến nay quận Ngũ Hành Sơn đã hoàn thành việc lấy mẫu sàng lọc diện rộng theo kế hoạch. Dù số người cần lấy mẫu giảm 50% so với các đợt trước, tuy nhiên địa phương cũng đã bố trí lấy mẫu theo hình thức cuốn chiếu. Người dân được lấy mẫu theo các khung giờ khác nhau để không tập trung đông người. Đối với việc giãn cách của phường thì hiện nay đối với không từng khu dân cư thì phải đặc biệt là phải kêu người dân đi theo khung giờ. Phải theo khung giờ. Thứ nhất, thứ hai là phải xếp ghế cho người dân ngồi theo đúng quy định. Và yêu cầu người dân là đến là chỉ có việc ngồi thôi, chứ không có được trên ghế chạy tới chạy luôn. Với 4/4 phường đều là vùng xanh, quận Ngũ Hành Sơn được công nhận là quận xanh đầu tiên của Đà Nẵng. Cùng với việc tiếp tục xét nghiệm theo kế hoạch của thành phố, nhất là tập trung các đối tượng có nguy cơ cao, quận cũng sẽ thực hiện nhiều biện pháp kiểm soát chặt chẽ địa bàn để bảo vệ vùng xanh.